Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung bộ phim Thế giới hoàn mỹ. Trong tập trước, Thái Dương Thần Hòa đã sản sinh ra một thần ảnh. Sau khi hấp thu tầm 10 giọt hoàng kim dịch, thì nữ nhân kia cũng tỉnh lại. Tuyền Minh đã ngăn lại, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Đám người cói đồ với hoàng kim hòa bàn nãy đều chết rồi. Nhìn thấy nữ nhân kia đứng dậy, Hồng Hoàng cũng kinh ngạc tự hỏi đó là ai. Thần thai thiên sinh địa dưỡng sao? Lạp Vũ cho rằng đây là tinh hồn của hoàng kim thủ. Một lão tôn giả không kìm nổi lòng tham nữa, ông ta nhanh chóng tung ra bảo thuật rồi tấn công nữ tử kia. Tuy nhiên, đòn công kích đó lại chẳng thể chạm đến người nàng ta. Ngược lại, thì nàng ta chỉ cần tung một chiêu nhẹ nhàng đã phá vỡ bảo thuật của lão. Cũng may là không có sát ý, nếu không lão ta đã về đất mẹ rồi. Trong lúc mọi người còn đang tranh luận về bông hoa này và nguồn gốc của nó, thì nữ tử kia đã động đậy rồi nhanh chóng bỏ chạy. Đám người thạch hạo lẫn mấy lão gia tôn giả cũng lập tức đuổi theo, đi đến trước một tòa cung điện thì dừng lại. Cung điện này được gọi là Hỗn Độn Cổ Điện, Lam Vũ từng nghe truyền thuyết nói về cung điện hỗn độn này. Nơi này có thể như kinh thư vô thượng, Tuyền Minh nhắc nhở, tuy rằng cơ duyên đang ở trước mặt, vậy nhưng cũng không thể chủ quan. Ngay khi kết giới được mở ra, mọi người có thể tiến vào thì lại bị mấy lão gia tôn giả ngăn lại. Bọn họ cho rằng không cần vội vã. Món nợ giữa họ và đám thiên kiêu thượng giới này vẫn chưa tính xong mà. Tuy nhiên, lão ta còn chưa kịp động thủ thì mặt đất đã xuất hiện một cái pháp trận. Sự xuất hiện bất ngờ này làm cho đám người Hồng Hoàng vô cùng thắc mắc. Rốt cuộc pháp trận này từ đâu ra vậy? Lẽ nào là lúc bọn họ bước vào đã bố trí cạm bẫy? Thạch Hạo cảm thấy không phải như vậy, kẻ bố trí cạm bẫy là một người khác. Lời vừa mới dứt thì xung quanh đã xuất hiện vô số sợi xích tấn công. Mọi người đều chật vật chống cự, chỉ riêng có Thạch Hạo và mấy lão gia tôn giả là đủ sức phản kháng. Đám người Hồng Hoàng nhanh chóng bị khống chế. Một lão gia lên tiếng yêu cầu tên đánh lén nếu đã tới rồi thì hãy hiện thân đi, đánh lén người khác thì có bản lĩnh gì? Tên kia nghe vậy liền thẳng thắn đáp lại, đụng đến tổ địa của Kim Ô tộc bọn hắn còn dám ở đây sủa loạn. Lão tôn giả kia thấy vậy liền chắp tay xin lỗi. Lão đại diện cho các vị tôn giả nhận lỗi với Kim Ô đạo nhân. Vậy nhưng mà hoàng kim thụ là do thiên địa hóa sinh vốn thuộc về cường giả trong thiên địa này cùng hưởng. Bây giờ phong ấn đã giải, tự nhiên nên nhận chủ mới. Chẳng lẽ Kim Ô tộc còn muốn thao túng vạn cổ hay sao? Kim Ô tộc không thể ngang tàn như vậy, nhất định phải để cường giả các tộc đi vào, người có duyên thì được. Kim Ô đạo nhân từ chối ý tốt này, đây là nơi tổ tiên tộc của lão dừng chân, đồ bên trong cũng đều thuộc về tộc của bọn lão, mấy người này không thể vào. Đám tôn giả không chịu thua thiệt. Họ cho rằng pháp trận như vậy muốn nhốt mấy kẻ thiên kiêu thượng giới thì dễ. Vậy nhưng muốn nhốt bọn lão thì đơn giản chính là nằm mơ. Với bọn lão mà nói, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Để lúc đó, sức mạnh của một mình Kim Ô đạo nhân có thể chống lại bọn lão hay sao? Chỉ bằng cùng nhau hợp tác, tiêu diệt tên vướng chân, vướng tay kia. Lời này ám chỉ tiêu diệt đám người thạch hậu. Bọn họ nghe về liền hoảng hốt, bây giờ ai ai cũng bị khống chế rồi, muốn lấy mạng thì quá dễ. Không còn cách nào khác. Tuyền Minh đành phải cầu xin Thạch Hạo ra tay giúp đỡ, hứa hẹn với cậu trước đây, bọn hắn sẽ không nuốt lời. Sau một thoáng suy nghĩ, Thạch Hạo cũng ra tay giúp bọn họ thoát khỏi khống chế. Sau đó tung chiêu đánh thùng một lỗ ở kết giới rồi cùng nhau thoát đi. Nơi tiếp theo đám người Thạch Hạo đi tới chính là bên trong đại điện. Đóa Thái Dương Thần Hoa cũng ở đây, nữ tử bên trong cánh hoa dường như đang tu luyện. Càng tiến lại gần thì áp lực càng tăng, cảm giác không thở nổi. Nguyên nhân có lẽ có liên quan tới hỗn độn khí ở nơi này. Ở trên bục có một bộ cốt thư tự phát ra đại đạo thần âm. Xung quanh lại có hỗn độn khí bao phủ, chắc chắn là vô thượng kinh thư. Thạch Hạo cho rằng hai quyển vô thượng kinh thư không thể nào tùy ý bày biện ở đây được. Xung quanh chắc chắn có cơ quan mai phục. Tên Trác Vân nhanh chóng quay về phía Thạch Hạo. Không phải cậu rất mạnh sao, còn có bất diệt kim thần, sao không thử lên xem? Thạch Hạo cũng thẳng thắn, nếu lấy được thì nó sẽ thuộc về mình. Triệu Khai tỏ vẻ khách khí, trước đây đã nói, có cơ duyên thì dựa vào bản lĩnh. Nếu cậu có thể cầm được thì đương nhiên nó sẽ thuộc về cậu. Thạch Hạo nghe vậy liền bước lên phía trước. Vậy nhưng ai ngờ mới tiến lại gần cốt thư thì Trác Vân và Triệu Khải đã động thủ đánh lén. Thạch Hạo biết thưa hai tên này đang giở trò quỷ nên lập tức phản đòn, sau đó rút kiếm uy hiếp. Chẳng lẽ tên này sợ cậu không dám xuống tay hay sao? Tuyền Minh đứng ra nói đỡ cho Trác Vân. Trong này nhất định có hiểu lầm gì đó, trước mặt mọi người đều gặp khó khăn, không thể đấu đá lẫn nhau. Hồng Hoàng cũng chạy sai trách mắng Trác Vân, đồng thời khuyên Thạch Hạo thủ hạ lưu tình. Hắn ta mạo phạm là không đúng, sau này nàng bằng lòng bồi thường thay cho bọn họ, lần này bỏ qua cho họ đi. Nề mặt nàng lên tiếng nên Thạch Hạo chịu bỏ qua, nếu còn lần sau thì sẽ không dễ chịu như vậy đâu. Trác Vân thấy bản thân mình bị mất hết mặt mũi rồi, cho nên hắn ta liền lên tiếng mỉa mai, sau đó còn chơi bài thao túng tâm lý đang rất hot ở trên mạng gần đây. Hắn đè mọi thứ đổ lên người Thạch Hạo, cho rằng cậu lợi dụng sự tin tưởng của bọn hắn, sau đó chấm mút gì đó thôi sau. Triệu Khải cũng đồng ý với những lời này, ai biết cậu sẽ phản bội bọn hắn vào lúc nào.
Thạch Hầu nghe tới hai từ phản bội liền tức giận, định dạy dỗ cho hai tên kia. Vậy nhưng sau một thoáng suy nghĩ thì cậu lại không làm chuyện đó nữa. Tùy cho bọn hắn nói thế nào, bản thân mình cũng đã kiếm được không ít bảo bối rồi. Bọn hắn cũng chỉ có nước ghen tị thôi. Lần này phải cảm ơn người đã âm thầm ra tay với cậu trong thông đạo, là hắn khiến cho cậu rơi xuống gốc cây, sau đó đạt được không ít bảo bối. Nếu không thì không chắc bản thân mình đã có cơ duyên với đại cơ duyên chí bảo kia. Lời này làm cho Trác Vân lẫn Triệu Khải ghen tị. Triệu Khải chơi bài miệng lưỡi, còn Trác Vân thì chủ động tiến lên hỏi thăm. Rốt cuộc là đại cơ duyên chí bảo gì, cậu dựa vào đâu mà đạt được? Thạch Hạo khiêu khích, nhận được hay không thì đương nhiên là do ý trời rồi. Về phần chí bảo gì thì cậu không có nghĩa vụ phải cho hắn biết. Chỉ bằng hắn giọng lớn, bằng hắn to mồm hay sao? Hay chỉ bằng hắn vừa nãy đánh lén không thành, suýt bị cậu đánh cho tàn phế? Trác Vân tức giận, lẽ ra lúc đầu hắn nên dùng một chiêu tiễn cậu về đất mẹ cho rồi. Lời thú nhận này khiến Thạch Hạo hiểu ra mọi chuyện. Thì ra người đánh lén khiến cậu rớt xuống hoàng kim thụ trước đó lại là hắn. Trác Vân quay lại nhìn Triệu Khải, Triệu Khải thấy vậy hoảng hốt, sau đó chủ động lật mặt. Tất cả chuyện này đều là do Trác Vân. Là gã ta hại Thạch Hạo, còn hắn là kẻ bị giật dây thôi. Hồng Hoàng và Lam Vũ tức giận, nàng không ngờ lại xảy ra chuyện đó. Tuy nhiên, Trác Vân vẫn rất to mồm, hắn sẽ không cúi mình trước một kẻ hạ giới để xin lỗi. Hắn muốn quyết chiến một trận với Thạch Hạo nhằm kết thúc chuyện này. Thạch Hạo đương nhiên không từ chối, chỉ hy vọng hắn ta đã suy nghĩ kỹ. Tên kia nghe vậy liền cho rằng bản thân mình không biết cái gì gọi là hối hận. Tôn nghiêm của thượng giới, hắn phải thay mọi người lấy lại. Tuyền Minh chạy lên định ngăn cản, vậy nhưng lập tức bị đánh bay đi. Hắn tuyên bố hôm nay ai cản đường đều phải chết. Nói hùng hồ là như vậy, nhưng sau khi tiến vào chiến đấu thực tế thì lại bất lực bấy nhiêu. Lần trước mới học được áo nghĩa của Chí Tôn Cốt nên muốn dùng thử một phen, không ngờ tác dụng của nó lại có thể khiến một người già đi hay trẻ lại. Quả thực là có xương luân hồi. Trác Vân bị bón hành sấp mặt, chưa kịp thể hiện bản lĩnh đàn ông thì đã lên bờ xuống ruộng. Dù là vậy thì hắn vẫn không chịu khuất phục, buộc cho Hồng Hoàng phải đứng ra khuyên giải. Tuy nhiên, hắn ta không những không nghe lời mà ngược lại, còn cho rằng nàng đang bình vực Thạch Hậu, lúc nào cũng che chở tiểu tử kia. Nàng cho rằng Thạch Hạo là người chủ nghĩa, bỏ qua hiểm khích lúc trước, nhiều lần ra tay tường cho mọi người. So với những người chúng ta thì cậu ấy đã mạnh lên rất nhiều, căn bản không cần che chở. Lời này làm cho Trác Vân càng thêm tức giận, hắn thậm chí còn trực tiếp động thủ đánh Hồng Hoàng bay ra ngoài. Điều này làm cho Thạch Hạo nổi sát tâm, bản nãy nàng ta phí hết tâm tư để cứu hắn, ấy vậy mà hắn lại đối xử như vậy. Tuy nhiên còn chưa kịp động thủ thì Kim Ô Tôn giả đã xuất hiện mỉa mày. Chết tới nơi rồi mà còn làm nhảm, đến Hoàng Tuyền rồi tiếp tục đi. Trác Vân cảm thấy lần này mọi người khó thoát chết rồi, cho nên chủ động lao lên tấn công Kim Ô Tôn giả. Hắn cho rằng Thạch Hạo có thể thì mình cũng có thể. Đáng tiếc là kết quả lần này còn thảm hơn nữa. Trác Vân chưa kịp chạm tới một sợi tóc của lão to thì đã bị tiễn về đất mẹ. Lão cho rằng kẻ phải chết chỉ có hắn mà thôi. Ngay sau đó, mấy lão tôn giả khác cũng xuất hiện. Dường như bọn họ đã thương lượng liên thủ với Kim Ô Tôn giả thành công. Nếu thực sự như vậy thì tính mạng của đám người Thạch Hạo sẽ gặp nguy hiểm. Và tới đây thì tập phim đã hết rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở lần sau nhé. Xin chào!